quý vị và các bạn, sự phát triển của các công nghệ in ấn đã làm gia tăng khối lượng văn bản trong các cơ quan doanh nghiệp. Trong khi công tác quản lý các văn bản này gặp khá nhiều khó khăn do số lượng quá lớn và mất nhiều thời gian tra cứu văn bản. Để giải quyết những khó khăn này, phần mềm quản lý văn bản điện tử được xem là một lựa chọn hiệu quả cho các đơn vị. Mới đây, tại buổi tọa đàm khoa học về quản lý văn bản điện tử do Công ty Cổ phần Hệ thống 1VS phối hợp với Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, đã giới thiệu một phần mềm quản lý văn bản điện tử ECM. Phần mềm này cho phép giải quyết một cách tổng thể các bài toán tự động hóa ghi nhận văn bản, phối hợp làm việc giữa các nhân viên, kiểm soát và phân tích kỷ luật thực hiện văn bản một cách tập trung, an toàn và xử lý hiệu quả dữ liệu khi làm việc với số lượng lớn người sử dụng. Đặc biệt, nó còn có khả năng kết nhập tự động văn bản từ hộp thư điện tử và máy quét. Đây được xem là một trong những giải pháp giúp các cơ quan doanh nghiệp giảm tải được khối lượng văn bản truyền thống, tiết kiệm cơ sở vật chất, văn phòng phẩm và công sức người làm, đồng thời có thể ứng dụng cho mọi tổ chức doanh nghiệp. Nó là giải pháp có thể nói là đóng gói, nghĩa là khi mà đưa vào trong môi trường doanh nghiệp bất kỳ thì đều có thể triển khai đem vào ứng dụng sử dụng được ngay. Nó là những các bộ mẫu các tính năng trong đó, cho nên là chúng ta có thể là khai thác cái tính năng đó một cách tùy thuộc vào những yêu cầu cụ thể. Đây là phần mềm đã được ứng dụng và đã mang lại hiệu quả tích cực tại nhiều doanh nghiệp ở Nga. Và hiện phần mềm đã được công ty 1VS Việt hóa và đưa vào sử dụng, phù hợp với điều kiện làm việc của các doanh nghiệp đơn vị tại Việt Nam. Giải pháp quản lý văn bản điện tử ECM ở Nga đã được ứng dụng trên 1 triệu doanh nghiệp, bao gồm rất nhiều các lĩnh vực khác nhau. Một trong những ưu điểm của giải pháp này là khả năng tùy chỉnh và tính linh động của nó, có thể đáp ứng cho từng doanh nghiệp cụ thể mà không cần phải sửa lại chương trình. Đặc biệt là khả năng tích hợp với một hệ thống khác để quản lý tương tác. Hơn nữa, giá của giải pháp này cũng khá rẻ, một doanh nghiệp nhỏ cũng có thể mua và sử dụng.